Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Những loại thực phẩm rút ngắn thời gian mắc bệnh cảm cúm. Thưa quý vị và các bạn, trên trang mẹvabé.com, các chuyên gia y tế khuyến cáo khi mùa lạnh tới cũng là thời điểm cảm cúm có thể tấn công bất kỳ ai. Thời gian mỗi đợt cúm thường khiến chúng ta mệt mỏi, khó chịu từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng 5 loại thực phẩm dưới đây khi bị bệnh thì bạn sẽ nhanh khỏi bệnh hơn. Súp. Christy King, phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn, giảng viên lâm sàng tại Đại học E. Baylor, Mỹ cho biết khi bị cảm cúm, cô thường chọn cho mình món thịt bò hầm bởi thịt bò có chứa nhiều chất kẽm, sắt, selen và đây là tất cả các khoáng chất tăng cường miễn dịch cần thiết cho cơ thể. Còn Tori Amun, một phát ngôn viên của Học viện Dinh dưỡng vẫn chọn món súp khi bà bị cảm cúm nhưng sẽ chọn loại ít muối và nhiều chất xơ. Bên cạnh đó, một nghiên cứu của Đại học Nebraska, Mỹ cho thấy rằng súp gà có thể là một lựa chọn thông minh do món ăn này giúp giảm thiểu các triệu chứng do virus ở đường hô hấp trên bằng cách giảm viêm. Khoai lang có đầy đủ các chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A và vitamin B6, trong đó vitamin A là một chất chống oxy hóa và B6 có thể tăng cường miễn dịch, đặc biệt là ở những người cao tuổi thường bị suy giảm hệ miễn dịch. Một lượng khoai lang vừa đủ trong ngày, đặc biệt là khi bị cảm lạnh, đã có thể giúp bạn mau khỏe hơn so với một số biện pháp thường được áp dụng như rửa sạch tay, uống nhiều nước hay cách ly với những người cũng đang bị cảm cúm. Các loại thảo mộc và gia vị. Các loại thảo mộc và gia vị từ lâu đã được sử dụng như là biện pháp tự nhiên để ngăn ngừa và chữa cảm cúm. Trong đó, tỏi và nghệ là hai thảo dược tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch và chống lại những vi khuẩn khó chịu đã xâm chiếm cơ thể bạn khi đang bị bệnh. Mặc dù còn cần những nghiên cứu bổ sung về tác dụng của hai loại thảo dược này đối với cơ thể, nhưng một nghiên cứu đã được xem xét trong năm 2014 cho thấy rằng những người bổ sung tỏi mỗi ngày trong 3 tháng bị cảm lạnh ít hơn tổng thể so với những người dùng giả dược. Cách sử dụng tốt nhất là nên dùng tỏi sống vì tỏi sống có chứa allicin, một hợp chất sản xuất chất chống oxy hóa và có thể chống lại các vi khuẩn, virus và nấm. Trái cây họ cam quýt. Phần lớn các nghiên cứu và thử nghiệm đều cho thấy vitamin C không thể ngăn ngừa cảm lạnh nhưng nó có thể rút ngắn thời gian bị bệnh. Loại vitamin này thường có trong cam, quýt, kiwi và có thể tăng cường miễn dịch cho cơ thể, giúp cơ thể có thêm sức mạnh để chiến đấu với virus bên trong, đồng thời rút ngắn thời gian mắc cảm cúm. Các loại hạt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt lanh, óc chó chứa hàm lượng các chất chống oxy hóa cao và cũng chứa nhiều chất béo không bão hòa, đa khỏe mạnh, giúp điều hòa hệ thống miễn dịch. Theo trường E. Harvard, chất béo không bão hòa đa là cần thiết cho cơ thể hoạt động tốt, nhưng cơ thể không tự sản xuất chúng nên việc bổ sung bằng thực phẩm là cần thiết, đặc biệt khi bạn đang bị cảm cúm mà muốn nhanh khỏi bệnh. Ngoài các loại hạt kể trên, bạn còn có thể bổ sung loại chất béo này bằng các loại cá như cá hồi, cá thu, cá mòi, v.v. Theo trang tri thức khoa học, một phương tiện DNA mới được phát triển bởi Đại học Michigan State có thể dự đoán chính xác chiều cao con người và quan trọng hơn là có thể xem được nguy cơ bệnh lý như tim mạch và ung thư. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được xây dựng để tiên đoán khuynh hướng của con người như chiều cao, đậm độ xương và thậm chí là khả năng học tập dựa trên độ gen của mỗi người. Kết quả nghiên cứu có thể cho phép thầy thuốc can thiệp nhằm phòng ngừa hoặc chậm tiến triển của bệnh. Các xét nghiệm gen truyền thống tìm kiếm những thay đổi đặc trưng của gen có thể xác định nguy cơ cao hơn cho một bệnh nào đó, chẳng hạn như ung thư vú. Với cách thức này, thuật toán đã tìm thấy mối liên hệ đặc điểm gen với chiều cao của mỗi người và nhóm nghiên cứu tiếp tục cải thiện thuật toán để bảo đảm kết quả tốt nhất. Bạn thân mến, những tình trạng đau không nên bỏ qua là chủ đề chính trong mục thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.